Nga kiểm soát toàn bộ Bagdanovka ở Chasovya. Cựu Tổng thống Nga Medvedev nói phương Tây muốn loại ông Zelensky. Ukraine muốn có 7 hệ thống Patriot. Nổ lớn tại căn cứ quân sự của lực lượng huy động nhân dân Iraq. Iran duyệt binh, trình làng loạt vũ khí giữa lúc căng thẳng với Israel. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh youtube báo điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Kênh Military Summary đưa tin, lực lượng Moscow đã chiếm được phần phía nam của Bonandipka, đánh bật lực lượng Ukraine có những cứ điểm cuối cùng ở khu định cư này. Trong khi đó, theo hướng Bakhmut, các trận chiến khốc liệt vẫn tiếp tục diễn ra ở vùng ngoại ô phía đông Chasovya, cũng như ở vùng ngoại ô Bonanipka và khu vực Grishchika. Kênh Redovka nhận định, sau chuyến thăm của Tổng thống Ukraine tới Chasovya hôm 19 tháng 4, việc lực lượng Kiev ở thành phố đầu hàng chỉ còn là vấn đề thời gian. Để đưa thời khắc đó đến sớm hơn, lực lượng Moscow đang tích cực sử dụng hỏa lực mạnh, đánh sập các cứ điểm, dọn sạch vùng ngoại ô Chasovya. Bên cạnh đó, Nga tổ chức các cuộc tấn công thường xuyên vào hàng loạt mục tiêu chiến lược của quân đội Ukraine ở hậu phương, gây nhiều tổn thất. Một ngày trước đó, khu vực Donetsk đã lọt vào tầm ngắm của tên lửa Nga. Theo kênh RIBA, trên hướng Abdiivka, lực lượng Moscow đang củng cố ở ngoại vi Ocheretin. Trong khi đó, Ukraine đang tăng lực lượng dự bị để cố giữ cho phòng tuyến không sụp đổ. Những thông tin cập nhật từ thực địa cho thấy, Nga đang tiếp tục phát triển nhanh ở Bắc Abdiivka điểm đặc biệt trong chiến thuật của nga khiến một số nhà phân tích hơi bất ngờ khi nga biến tấu lối tấn công. Thông thường những mũi chủ công luôn được các cánh che chở rất tốt, gần như cùng tiến đồng loạt dâng cao đội hình. Tuy nhiên ở đây nga lại thọc sâu rất nhanh mà không mấy quan tâm tới hai bên cánh. Họ đã giành toàn quyền kiểm soát khu định cư Zarya, phát triển thêm được 2,5 km về phía bắc, áp sát vùng ngoại vi Ocheretin, gần trạm biến áp Ocheretin-Tiahova. Cuộc tấn công hiệu quả này được tạo điều kiện thuận lợi nhờ đợt đột kích chớp nhoáng rất thành công vào các vị trí của Lữ đoàn 115 Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng báo cáo, gần Abdiivka, đối phương đã thực hiện 26 cuộc tấn công vào các khu định cư Novokalinovo, Ocheretin, Povomaskoye, Nevoskoye đang cố gắng đánh bật lực lượng Kiev khỏi phòng tuyến của họ. Hiện những trận chiến khốc liệt đang không có dấu hiệu dừng lại. Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev vừa qua tuyên bố, cáo buộc của Ba Lan về một người đàn ông âm mưu cùng Moscow ám sát tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là dấu hiệu cho thấy những người phương Tây ủng hộ Kiev muốn thanh lý nhà lãnh đạo Ukraine. Trước đó vào hôm 18 tháng 4, các quan chức Ba Lan thông báo đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc cố gắng cung cấp thông tin nhạy cảm cho cơ quan tình báo Nga. Warsaw và Kiev tuyên bố thông tin này có thể đã được sử dụng trong nỗ lực ám sát tổng thống Ukraine Zelensky. Trong một bài viết trên mạng xã hội, ông Medvedev cho biết, một nỗ lực nhằm vào ông Zelensky ở Ba Lan, điều đó thực sự nghiêm trọng. Đây có thể là bằng chứng đầu tiên cho thấy phương Tây đã quyết định loại bỏ ông ấy. Công dân Ba Lan bị Văn phòng Công tố Quốc gia ở Warsaw xác định là Pawelka đang phải đối mặt với án tù 8 năm nếu bị kết tội về việc hợp tác với thế lực nước ngoài đi ngược lại lợi ích quốc gia. Sau thẩm vấn, Warsaw tuyên bố Pawelka đã liên lạc với các công dân Nga có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột Ukraine Chính quyền Ba Lan đã được thông báo về mối đe dọa được cho là từ các cơ quan an ninh Ukraine. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân đảm bảo với ông vào tháng 3 năm 2022 rằng Moscow sẽ không ám sát ông Zelensky. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19 tháng 4 tuyên bố, Ukraine cần tối thiểu 7 hệ thống phòng không Patriot hoặc hệ thống phòng không hiện đại khác để chống lại các đợt không kích của Nga. Theo hãng tin Reuters, phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với Hội đồng NATO, Ukraine, ông Zelensky mô tả mức viện trợ nước ngoài cho Kiev hiện rất hạn chế và nhấn mạnh Israel đã không bị bỏ mặc để tự bảo vệ trong cuộc không kích quy mô lớn của Iran vào cuối tuần trước. Ông Zelensky cũng cho biết, riêng trong năm nay, Ukraine đã bị tấn công bằng 1.200 tên lửa, hơn 1.500 UAV và 8.500 bom dẫn đường của Nga, giữa lúc sự hỗ trợ quân sự của phương Tây bị chậm lại. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, chúng tôi xin nói thẳng, để phòng thủ, chúng tôi cần thêm 7 hệ thống Patriot hoặc các hệ thống phòng không tương tự, và đó là con số tối thiểu. Chúng có thể cứu được nhiều mạng sống và thực sự làm thay đổi tình hình. Sau cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng NATO và Tổng thống Zelensky, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Liên minh quân sự đã đồng thuận cung cấp cho kỳ các hệ thống phòng không bổ sung. Trong một phát biểu ngày 19 tháng 4, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cảnh báo, chỉ còn một bước nữa là phương Tây gửi quân đến Ukraine vòng xoáy quân sự này có thể kéo châu Âu xuống đáy, họ đang đùa với lửa. Theo ông, châu Âu đang coi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là cuộc chiến của chính mình, mà không xét đến những rủi ro có thể phát sinh từ việc can dự quá sâu. Ông cũng khẳng định, bất chấp việc châu Âu đổ tiền bạc và vũ khí vào Ukraine, tình hình cũng sẽ không trở nên sáng sủa cho Kiev. Ngược lại, tình hình ngày càng tồi tệ. Gần đây một số lãnh đạo châu Âu, trong đó có tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng, phương Tây không loại trừ phương án đưa quân đến hỗ trợ Ukraine nhằm ngăn chặn Nga giành chiến thắng. Trong khi đó Nga cảnh báo, bất cứ động thái nào của NATO nhằm triển khai quân ở Ukraine có thể kéo theo một cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và NATO. Tiếp tục bản tin với một số các tin tức quốc tế đang chú ý về xung đột ở Trung Đông. Vào sáng ngày 20 tháng 4, nhiều đoạn phim được chia sẻ trên các mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra tại một căn cứ quân sự Kanso của lực lượng huy động nhân dân của Iraq ở thành phố cổ Babylon, phía nam của thủ đô Baghdad. Lực lượng huy động nhân dân Iraq cho biết, vụ nổ xảy ra tại sở chỉ huy của họ, gây thiệt hại vật chất và thương vong. Lực lượng này đang điều tra vụ việc và nguyên nhân chưa được xác nhận. Đội điều tra và cứu nạn ngay lập tức có mặt tại hiện trường sau vụ việc. Các nguồn tin tại bệnh viện ở thành phố Hilla gần đó cho biết, một thành viên lực lượng huy động nhân dân Iraq thiệt mạng và 6 người bị thương nặng trong vụ nổ. Các phe phái trong lực lượng huy động nhân dân của Iraq nhiều tháng qua đã tham gia tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái và lực lượng Mỹ ở Iraq. Trong bối cảnh khi xảy ra chiến dịch Gaza của Israel, nhưng đã tạm dừng các cuộc tấn công kể từ đầu tháng 2. Hiện chưa có nhóm nào lập tức nhận trách nhiệm. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Sencom cũng thông báo, cơ quan này không thực hiện cuộc không kích nào tại Iraq trong ngày và phủ nhận những báo cáo về việc lực lượng Mỹ tiến hành cuộc tấn công. Theo tờ New York Times, dẫn một số ảnh vệ tinh cho thấy, Israel dường như đã tấn công chính xác vào căn cứ không quân Sekari của Iran sáng ngày 19 tháng 4. Vụ tấn công đã phá hủy radar, được sử dụng cho tổ hợp phòng không S-300. Radar thường được bao quanh bởi một số phương tiện, trong đó có bốn xe tải chở tên lửa. Trước cuộc tấn công, tên lửa được nhìn thấy ở vị trí cạnh radar. Sau vụ tấn công, các tên lửa đã được di chuyển và không rõ lý do tại sao. Ngoài ra, các khu vực khác của căn cứ không quân và sân bay lân cận cũng có vẻ không bị hư hại. Độ chính xác của cuộc tấn công sâu bên trong Iran và với một số địa điểm nhạy cảm gần đó cho thấy Israel đã chọn mục tiêu cụ thể và hẹp. Chỉ vài ngày sau vụ tấn công Israel, trong hôm 17 tháng 4, một cuộc duyệt binh của Iran đã giới thiệu hàng loạt vũ khí như máy bay không người lái UAV, tên lửa đạn đạo tầm xa và hệ thống phòng không. Theo Defense Block, Kho vũ khí được Iran giới thiệu có hệ thống phòng không tầm xa mới được cải tiến, mang tên Bawa-373. Hệ thống tên lửa đất đối không này được ca ngợi, có khả năng tấn công các mục tiêu trên không ở khoảng cách hơn 300 km, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Iran cũng đưa ra một tổ hợp Bawa-373 tiêu chuẩn, gồm hệ thống phóng thẳng đứng, hai radar phát hiện và dẫn bắn, tên lửa Sayat-4 và trung tâm chỉ huy điều khiển. Theo Caspian News, trong cuộc duyệt binh, Iran còn trình làng các hệ thống phòng không tầm thấp nội địa như Madrid và Zofiqah, cùng hệ thống tên lửa phòng không tầm xa Damavan và hệ thống điều khiển hỏa lực pháo binh Katam. Hàng chục loại UAV được sử dụng cho các nhiệm vụ trinh sát và chiến đấu như Kaman 22 hay Mohasen 6, cùng xe tăng, khẩu đội phòng không và các loại hệ thống tác chiến điện tử cũng được giới thiệu tại sự kiện. Việc Iran phô diễn vũ khí tiên tiến được cho là thông điệp rõ ràng về khả năng sẵn sàng ứng phó trước các mối đe dọa trong khu vực, mà đặc biệt là từ phía Israel. Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 19 tháng 4 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Joab Gallant để thảo luận về sự ổn định trong khu vực, cũng như cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel, phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza Động thái diễn ra chưa đầy một ngày sau khi truyền thông phương Tây trích dẫn lời một số quan chức Israel và Mỹ tiết lộ. Tel Aviv đã thực hiện một vụ tập kích hạn chế bằng máy bay không người lái vào Isfahan, miền trung Iran vào sáng 19 tháng 4. Tuy nhiên, thông cáo mới của Bộ Quốc phòng Mỹ không đề cập đến vụ việc này. Trước đó, ông Austin hôm 18 tháng 4 cũng có một cuộc trò chuyện khác với ông Gallen để bàn về những hành động gây mất ổn định trong khu vực Trung Đông của Tehran. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Vào tối ngày 19 tháng 4 theo giờ địa phương, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việc gia hạn đạo luật do thám tình báo nước ngoài FISA. Chương trình được đánh giá là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ. Theo đó, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, ông Chuck Schumer nhấn mạnh, các nghị sĩ Dân Chủ và Cộng Hòa đã đưa ra quyết định đúng đắn vì sự an toàn của nước Mỹ. Theo ông, việc để FISA hết hạn là nguy hiểm bởi vấn đề ngăn chặn khủng bố, chống buôn ma túy và chủ nghĩa cực đoan là một phần quan trọng của an ninh quốc gia. FISA là chương trình gây tranh cãi khi điều khoản 702 trong đạo luật cho phép chính phủ Mỹ thu thập thông tin liên lạc của công dân nước ngoài ở bên ngoài lãnh thổ Mỹ mà không cần xin lệnh của tòa án. Theo các nhà lập pháp của hai đảng cho biết, đôi khi chính phủ cũng thu thập dữ liệu của công dân Mỹ liên lạc với những người nước ngoài bị theo dõi. Điều này sẽ vi phạm quyền riêng tư của người dân. Tỷ phú Elon Musk Ông chủ hãng xe Tesla ngày 20 tháng 4 đã thông báo hoãn chuyến công tác đến Ấn Độ nhưng sẽ thu xếp quay trở lại quốc gia Nam Á này trong năm nay. Trên trang cá nhân trên mạng xã hội X, ông Musk cho biết, quyết định hoãn chuyến công tác liên quan đến những quy định chặt chẽ của Tesla. Trong lịch trình ban đầu, ông Musk sẽ tới Ấn Độ ngày 21 tháng 4 và dự kiến sẽ có cuộc gặp với thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi, giới chức Ấn Độ cùng lãnh đạo các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực vũ trụ của nước này. Hiện tại, tỷ phú Musk đang đợi chính phủ Ấn Độ thông qua quy định cho phép triển khai dịch vụ vệ tinh Starlink băng thông rộng tại quốc gia đông dân nhất thế giới này. Theo truyền thông quốc tế, ông Musk cũng có kế hoạch công bố khoản đầu tư trị giá 2 đến 3 tỷ đô la Mỹ cho dự án xây dựng nhà máy ở Ấn Độ, mở đường cho nhà sản xuất xe điện xâm nhập thị trường Nam Á rộng lớn này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.